Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mới đây đã lên tiếng xin lỗi người dân trên cả nước sau khi mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở thủ đô Seoul và khiến cho chính quyền thành phố bị chỉ trích thiếu các biện pháp kiểm soát ngập lụt. Phát biểu trong cuộc họp của chính phủ về ứng phó với tình trạng ngập lụt tại thủ đô Seoul và các vùng lân cận, khiến 9 người thiệt mạng, 7 người mất tích, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết chính phủ phải đề ra các biện pháp cơ bản để ứng phó với tình cảnh tương tự như vậy trong tương lai, tiến hành công tác khôi phục khẩn cấp và hỗ trợ các nạn nhân. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thay mặt chính phủ xin lỗi người dân phải chịu cảnh bất tiện này. Tôi tin rằng chúng ta cần áp dụng các công nghệ số mũi nhọn để giám sát mực nước ở tất cả các hệ thống đường thủy trên cả nước, giả lập mô phỏng để có thể kích hoạt hệ thống cảnh báo ngay lập tức khi cần thiết. Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng cho rằng cần tận dụng mọi nguồn lực để giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản cho người dân Hàn Quốc. Các trận mưa lớn kỷ lục xảy ra từ đầu tuần này ở thủ đô Seoul và một số nơi khác ở miền Trung và Đông Hàn Quốc đã nhấn chìm hơn 2.600 căn nhà cùng hơn 5.000 ô tô trong nước lũ, buộc hàng trăm người phải chuyển đến tạm trú ở các trường học và phòng tập thể dục. Mưa lớn kéo dài 3 ngày cũng khiến nhiều dịch vụ công cộng bị gián đoạn. Nhiều tuyến đường ở vùng đô thị Seoul bị ngập nước, khiến một số dịch vụ tàu hỏa và tàu điện phải tạm ngừng hoạt động. Hầu hết các dịch vụ đã được khôi phục vào sáng sớm nay, trong đó có dịch vụ tàu điện Seoul. Thưa quý vị, sau khi Nga và Ukraine liên tiếp cáo buộc lẫn nhau tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, mới đây Moscow đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày mai 11 tháng 8 liên quan đến các cáo buộc Kiev tấn công nhà máy điện hạt nhân này. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin cho biết, Nga cũng yêu cầu sự tham gia của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA để báo cáo cụ thể về nguy cơ tiềm ẩn xảy ra thảm họa hạt nhân xung quanh các cáo buộc tấn công nhằm vào Zaporizhia và đưa ra những biện pháp nhằm chấm dứt tấn công cũng như các phương án đề phòng hậu quả thảm khốc có thể xảy ra. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã nhiều lần tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, với 6 lò phản ứng đang hoạt động. Về phần mình, phía Ukraine cũng cáo buộc phía Nga đã bắn tên lửa vào kho chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại nhà máy điện hạt nhân này. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cũng bày tỏ lo ngại và cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn khi các cuộc pháo kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine liên tục nổ ra vào cuối tuần qua. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga nhưng vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành. Lực lượng cứu hỏa Cuba đã kiểm soát được đám cháy kho nhiên liệu kéo dài 5 ngày qua tại vùng ngoại ô thành phố Matanzas của nước này. Vụ hỏa hoạn đã phá hủy 40% kho nhiên liệu chính của Cuba và gây mất điện hàng loạt. Lực lượng cứu hỏa của Cuba cho biết, đến cuối ngày 9 tháng 8 theo giờ địa phương, họ đã lần đầu tiên tiếp cận được hiện trường vụ cháy, sử dụng bọt chữa cháy và nước tại những phần cháy còn đang âm ỉ. Nhiều máy bay trực thăng đã tham gia dập lửa cùng hai tàu cứu hỏa do Mexico gửi với các thiết bị chữa cháy hạng nặng. Các nhân chứng cho biết, ngọn lửa tàn phá 4 bồn chứa dầu ở tỉnh Matanzas đã tắt dần và những chùm khói đen dày đặc bốc ra từ hiện trường vụ cháy, giờ chỉ còn là màu xám. Theo các nhà chức trách Cuba, đã có một lính cứu hỏa thiệt mạng và 14 người khác mất tích khi bồn chứa thứ hai bị nổ. Hôm nay, chúng tôi đã kiểm soát được ngọn lửa với sự nỗ lực của tất cả mọi người cùng sự trợ giúp từ các đồng nghiệp Mexico và Venezuela. Giờ chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm những nhân viên mất tích và tái thiết lại kho nhiên liệu, phục vụ đời sống của người dân. Tối ngày 5 tháng 4, một bồn chứa đã bị sét đánh gây cháy và lửa đã bắt bồn chứa thứ hai vào ngày 7 tháng 8, trước khi lan rộng tại khu vực 4 bồn chứa trong ngày 8 tháng 8, gây ra nhiều vụ nổ lớn bất chấp nỗ lực dập lửa của lực lượng cứu hỏa Cuba, cùng sự hỗ trợ của hơn 100 nhân viên cứu hỏa Mexico và Venezuela. Các quan chức Cuba chưa công bố số nhiên liệu bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn nhưng cho biết dầu không làm ô nhiễm vịnh Matanzas gần đó. Tuy nhiên, họ vẫn cảnh báo người dân đeo khẩu trang và tránh mưa axit do đám khói lớn của đám cháy tạo ra. Vụ cháy cũng đã làm dấy thêm lo ngại về tình hình cung cấp điện tại Cuba. Đất nước này thường rơi vào tình trạng mất điện, thiếu xăng và các mặt hàng khác. Mùa hè năm nay, châu Âu đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục và các đám cháy rừng tàn phá khắp Địa Trung Hải. Sau khi các đợt nắng nóng quét qua, hàng loạt các nước ở châu Âu đang rơi vào tình trạng hạn hán gây thiếu nước nghiêm trọng. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, ở hầu hết các vùng đất, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng tình trạng thời tiết cực đoan, khiến các đợt nóng nhiệt trở nên nghiêm trọng hơn và thường xuyên hơn.
đợt nắng nóng gay gắt nhất trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng đến hầu hết các nước châu Âu, với nhiệt độ tại nhiều nước lên mức cao kỷ lục, khi nhiều nước ghi nhận mức nhiệt độ trên 40 độ C, thậm chí ở Bồ Đào Nha còn lên tới tận 47 độ C, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và sức khỏe. Thời tiết khô nóng và bất thường đã gây ra cháy rừng ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Hy Lạp và nhiều nơi khác. Cháy rừng cũng đã khiến hàng chục nghìn người trên khắp châu Âu buộc phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Riêng tại Tây Ban Nha, hơn 4.000 hectare đất đã bị thiêu rụi. Nắng nóng và thiếu nước cũng khiến nhiều người dân ở châu Âu tử vong do sốc nhiệt. Chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Có thể thấy rõ, châu Âu đang phải trải qua một thời kỳ không mấy dễ dàng khi những thách thức liên quan đến thời tiết liên tục ập đến, không chỉ đối diện với những đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài, mà nay châu Âu còn đang đối mặt với báo động về hạn hán ảnh hưởng tới 50% lãnh thổ. Nắng nóng khủng khiếp không chỉ đe dọa đến sức khỏe người dân và môi trường, gây thiệt hại lớn về con người, mà còn kéo theo những ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, với châu Âu, nếu nhiệt độ lên đến khoảng 30 độ C, thì năng suất trong lĩnh vực xây dựng hay nông nghiệp sẽ giảm từ 30 đến 40%, ở mức 33 đến 34 độ C. Một công nhân trung bình sẽ mất 50% khả năng lao động, khiến năng suất lao động càng giảm, kéo theo chỉ số kinh tế sa sút. Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Nature cho biết, các đợt nắng nóng ở châu Âu đã khiến năng suất lao động giảm, khiến nền kinh tế châu Âu mất đi 0,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP, tương đương 72 tỷ euro, thậm chí có thể làm giảm khoảng 2% GDP quốc gia. Do thiếu nước, nông nghiệp và thủy điện cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình trạng nắng nóng đã làm cho đất khô cằn, hạn hán tác động đến sản lượng nông nghiệp và đe dọa an ninh lương thực. Các nước bị ảnh hưởng lớn là Pháp, Romania, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia. Không chỉ vậy, nắng nóng còn tác động tới ngành du lịch, vốn đang vật lộn để phục hồi sau tác động của đại dịch COVID-19. Mặc dù mùa hè này được cho là mùa du lịch lớn nhất châu Âu kể từ năm 2019, song thời tiết nắng nóng đã trở thành mối quan ngại chính của du khách. Nắng nóng đã khiến nhiều du khách trì hoãn kế hoạch hoặc thay đổi điểm đến. Thời tiết khắc nghiệt cũng đang cản trở đà phục hồi của ngành du lịch tại lục địa già. Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ tăng gấp 3 lần trong 15 ngày sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ghi nhận thêm 1.424 trường hợp mắc bệnh. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh đậu mùa khỉ bùng phát tại nước này vào tháng 5. Như vậy, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng gần 9.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, cao nhất trên thế giới. Nhiều khả năng con số này thấp hơn thực tế do công tác xét nghiệm còn hạn chế. Số ca bệnh tại Mỹ đã chiếm gần 30% tổng số trường hợp ghi nhận trên toàn thế giới, là khoảng gần 31.000 ca. Theo các chuyên gia, tình hình dịch bệnh hiện nay như tái hiện lại viễn cảnh những tháng đầu khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, thời điểm các dữ liệu chưa phản ánh toàn cảnh dịch bệnh và không thể kịp thời ngăn chặn đà lây nhiễm của dịch bệnh. Trước tình hình này, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Jynneos trong phòng bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, vaccine này được cấp phép sử dụng khẩn cấp bằng cách tiêm dưới da ở những người từ 18 tuổi trở lên, người được xác định là có nguy cơ cao nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Trong những tuần gần đây, virus đậu mùa khỉ tiếp tục lây lan nhanh. Nguồn cung vaccine hiện tại của chúng ta sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu hiện nay. Dù không có khả năng tái tạo trong cơ thể, nhưng vaccine này vẫn có khả năng gây ra phản ứng miễn dịch mạnh. Hơn nữa, vaccine này còn được sử dụng cho cả những người có hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc những người có nguy cơ cao bị phản ứng bất lợi với vaccine đậu mùa truyền thống. Với việc cấp phép và sử dụng khẩn cấp của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, tổng số liều vaccine đậu mùa khỉ có sẵn để sử dụng ở nước này sẽ tăng lên đến 5 lần. Trước đó, Mỹ đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong nỗ lực tăng cường phản ứng của nước này để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại những tin tức thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay.